Chương 32. Tứ Diệu Đế. Không có cách nào có thể khắc phục đau khổ tốt hơn là cách nhìn thấy. Đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây là phương pháp tối thượng. Làm thầy đã nhiều năm, tôi cũng có những khó khăn của riêng mình. Hiện tại có khoảng 40 tu viện chi nhánh dưới sự chỉ đạo của tu viện Wat Pa Bon. Nhưng cho đến hôm nay, tôi vẫn có khá nhiều tín đồ rất khó dạy. Có người biết cách tu hành nhưng không màng tu, có người không biết cách và cũng không màng tìm hiểu. Tôi không biết phải làm gì với họ. Tâm của con người là như thế sao? Vô minh là điều không tốt. Nhưng dầu tôi có nói gì, họ cũng không nghe. Tôi không biết phải làm gì hơn. Người ta quá nghi ngờ sự tu hành của họ. Họ luôn nghi ngờ. Ai cũng muốn giác ngộ, nhưng họ không muốn tu hành. Vô ích thôi. Khi tôi bảo họ thiền, họ sợ. Hoặc nếu không sợ thì là buồn ngủ. Đa số thích làm những thứ mà tôi không dạy. Khi tôi nói chuyện với những vị thầy khác, họ nói rằng đệ tử của họ cũng vậy. Làm thầy thật là khổ tâm. Bài pháp mà tôi tặng bạn hôm nay là cách để giải quyết vấn đề trong giây phút hiện tại, trong đời sống này. Có người nói rằng họ quá bận rộn, không có thời giờ để tu hành. Chúng tôi phải làm sao đây? Họ hỏi. Tôi bảo với họ rằng thiền cũng giống như hít thở. Trong lúc làm việc, chúng ta thở. Trong lúc ngủ, chúng ta thở. Trong lúc ngồi, chúng ta thở. Chúng ta có thời gian để thở, bởi vì chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của hơi thở. Cùng thế ấy, nếu chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của việc hành thiền, chúng ta sẽ tìm thời gian để thiền. Trong các bạn đây, có ai đau khổ bao giờ chưa? Có ai từng cảm thấy hạnh phúc chưa? Chân lý nằm ngay đây. Đây là nơi bạn tu hành. Ai là người hạnh phúc? Tâm hạnh phúc. Ai đau khổ? Tâm đau khổ. Nơi nào những thứ này sinh khởi, nơi đó chúng hoại diệt. Đâu là nguyên nhân của những thứ này? Đây là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta biết sự khổ, nguyên nhân của sự khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự dứt khổ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Có hai thứ khổ: sự khổ thông thường và sự khổ khác thường. Sự khổ thông thường là cái khổ thuộc về bản chất cố hữu của các điều kiện. Đứng khổ, ngồi khổ, nằm khổ. Ngay cả Đức Phật cũng trải qua những thứ này. Ngài kinh nghiệm cả hạnh phúc lẫn đau khổ, nhưng Ngài biết chúng là những điều kiện tự nhiên. Ngài biết cách vượt lên những cảm xúc vui sướng và đau khổ thông thường này, bởi Ngài biết bản chất của chúng. Bởi vì Ngài biết những sự khổ tự nhiên này, chúng không làm Ngài tức giận. Loại khổ thứ hai là sự khổ lẻn vào từ bên ngoài, sự khổ khác thường. Lúc bị bệnh, chúng ta đến bác sĩ để được chích một mũi thuốc. Khi mũi kim đâm vào da, nó hơi đau, nhưng điều này tự nhiên thôi. Khi mũi kim rút ra, cái đau đó biến mất. Đây là loại khổ thông thường, nó không sao, ai cũng trải qua loại khổ này. Loại khổ khác thường là cái phát sinh từ sự dính mắc vào sự việc. Đây cũng giống như việc bị chích một mũi thuốc độc. Loại khổ này không bình thường, nó là loại khổ đưa đến cái chết. Quan niệm sai lầm, không biết bản chất vô thường của tất cả pháp hữu vi là một vấn đề khác. Các pháp hữu vi nằm trong phạm vi của luật luân hồi, samsara, không muốn sự việc thay đổi. Nếu chúng ta nghĩ như thế, chúng ta sẽ đau khổ. Khi chúng ta nghĩ rằng thân thể là mình hay thuộc về mình, chúng ta lo sợ khi thấy nó thay đổi. Giả sử chúng ta mất một thứ gì đó, nếu chúng ta nghĩ rằng thứ đó thật sự là của chúng ta sẽ dằn vặt mãi về điều đó. Nếu chúng ta không nhìn thấy rằng nó là một pháp hữu vi tuân theo những quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ khổ. Chẳng hạn, khi bạn hít vào mà không thở ra, hay thở ra mà không hít vào, bạn có sống được chăng? Các pháp hữu vi phải biến chuyển một cách tự nhiên như thế. Nhìn thấy điều này là ngộ đạo, là nhìn thấy sự vô thường, sự thay đổi. Chúng ta sống lệ thuộc vào sự thay đổi này. Khi chúng ta nhận biết bản chất của sự việc, chúng ta có thể buông bỏ chúng. Tu hành là điều hiểu biết bản chất của sự việc, để rồi đau khổ không còn phát sinh. Nếu chúng ta suy nghĩ sai lạc, chúng ta tự mình xung đột với thế gian, với đạo và với chân lý. Giả sử bạn bị bệnh và phải đi đến bệnh viện,
đa số người sẽ nghĩ, xin đừng để tôi chết, tôi muốn lành bệnh. Đây là lối suy nghĩ sai lầm, nó sẽ dẫn tới sự đau khổ. Bạn phải nghĩ, nếu tôi lành bệnh thì tốt, nếu tôi chết cũng không sao. Nếu bạn nghĩ như thế, thì dù bạn chết hay lành bệnh, bạn không có gì phải lo lắng. Bằng cách này, chúng ta hòa nhịp với sự diễn biến tự nhiên của mọi việc. Muốn lành bệnh bằng mọi giá và sợ chết, đó là cái tâm không hiểu luật nhân duyên. Đức Phật thấu hiểu những điều này. Sự giảng dạy của Ngài luôn thích hợp, không bao giờ lỗi thời, luôn luôn đúng. Nếu chúng ta mang sự dạy dỗ của Ngài vào trong tâm, chúng ta sẽ đạt được cái phần thưởng bình an và phúc lạc. Một phụ nữ hỏi tôi về cách đối phó với sự tức giận. Tôi bảo bà rằng, lần tới khi bà nổi nóng, hãy dặn đồng hồ reng và để nó ở trước mặt. Sau đó, cho sự tức giận 2 tiếng đồng hồ để rời khỏi bà. Nếu nó thật là sự tức giận của bà có thể bảo nó đi chỗ khác như thế này. Trong vòng 2 tiếng, cút đi. Nhưng sự tức giận đó không thật sự là của chúng ta để ra lệnh. Đôi khi quá 2 giờ rồi mà nó vẫn ở đó, có lúc chưa đầy 2 giờ nó đã đi mất. Bám chặt vào sự tức giận như thể đó là một sở hữu cá nhân sẽ gây ra đau khổ. Nếu nó thật sự thuộc về chúng ta, nó hẳn đã vâng lời chúng ta. Sự kiện nó không vâng lời chứng tỏ rằng nó chỉ là một sự lừa đảo. Đừng bị nó lừa, bất kể là tâm vui hay buồn, bất kể nó thương hay ghét, đừng bị nó lừa. Khi bạn tức giận, bạn cảm thấy dễ chịu hay khó chịu? Nếu là khó chịu, tại sao bạn không dứt bỏ các cảm giác đó? Làm sao bạn có thể cho rằng mình là người thông minh khi bạn bám chặt vào những thứ đó? Từ ngày sinh ra, tâm đã lừa cho bạn tức giận bao nhiêu lần rồi? Có những ngày, tâm có thể khiến cho cả nhà gây gổ hay khiến cho bạn khóc suốt đêm. Thế nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nổi giận. Chúng ta vẫn bám chặt vào sự việc và đau khổ. Nếu bạn không thấy cái khổ, bạn sẽ tiếp tục đau khổ. Nếu bạn nhìn thấy cái khổ của sự tức giận, chỉ việc ném nó đi. Nếu bạn không ném nó đi, nó sẽ tiếp tục gây ra đau khổ. Luật luân hồi là như thế. Nếu chúng ta biết bản chất của nó, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Không có cách nào có thể khắc phục đau khổ tốt hơn là cách nhìn thấy. Đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi. Đây là phương pháp tối thượng, nhưng chúng ta không chú ý đến điều này. Khi đau khổ phát sinh, chúng ta chỉ than khóc mà không học hỏi từ đó. Chúng ta phải xem xét những thứ này cho kỹ để phát triển Phật, tức người biết. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một ít giáo pháp không nằm trong kinh điển. Đa số người đọc kinh mà không thấy pháp, họ không nhìn thấy hoặc là họ không hiểu. Giả sử 2 người đang đi với nhau và nhìn thấy một con vịt và một con gà. Một người nói, tại sao gà không thể giống vịt và tại sao vịt không thể giống gà? Điều họ muốn không thể xảy ra. Họ có thể ở đó suốt đời mà ước cho vịt giống gà và gà giống vịt. Chừng nào họ còn suy nghĩ kiểu đó, họ sẽ đau khổ. Người kia nhìn thấy rằng gà là gà, vịt là vịt, chỉ thế thôi, không có vấn đề gì cả. Cùng thế ấy, luật vô thường nói rằng tất cả mọi thứ đều vô thường. Nếu bạn muốn sự việc thường hằng, bạn sẽ đau khổ. Một người nhìn thấy sự việc bẩm sinh là vô thường sẽ thanh thản và không còn xung đột. Một người muốn sự việc thường còn mãi sẽ bấn loạn và có thể sẽ mất ngủ về chuyện đó. Nếu muốn thấy pháp, bạn phải nhìn ở đâu? Bạn phải nhìn bên trong thân thể và tâm. Bạn sẽ không tìm thấy nó trên kệ sách. Để thật sự nhìn thấy pháp, bạn phải nhìn bên trong thân và tâm của mình. Chỉ ở 2 thứ này thôi. Tâm không thể nhìn thấy được bằng mắt trần, mà phải được nhìn thấy với con mắt trí huệ. Cái pháp ở trong thân phải được nhìn thấy bên trong thân. Và chúng ta xem xét thân thể với cái gì? Chúng ta xem xét thân thể với cái tâm. Pháp không ở nơi nào khác, bởi vì cả hạnh phúc và đau khổ phát sinh ngay tại đây. Không lẽ hạnh phúc phát sinh từ ngọn cây, hay từ sông suối, hay từ thời tiết? Hạnh phúc và đau khổ là những cảm xúc phát sinh bên trong cái thân và tâm này của chúng ta. Khi chúng ta làm thế, trí huệ sẽ phát sinh trong tâm. Rồi bất kể chúng ta nhìn ở đâu, nơi đó là pháp, chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng hiện giờ chúng ta không thấy như thế. Chúng ta luôn nhìn thấy sự việc là như chính mình, là thuộc về mình. Điều này có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy sự thật của cái thực tại quy ước. Ví dụ, tất cả chúng ta ở đây,
ai cũng có tên. Tên là một quy ước, dĩ nhiên nó cũng hữu ích. Bốn người đàn ông A, B, C và D, mỗi người có một cái tên riêng cho tiện việc nói chuyện và làm việc với nhau. Nếu chúng ta muốn nói với ông A, chúng ta có thể gọi tên ông A và ông ấy sẽ đến. Đây là cái tiện lợi của quy ước. Nhưng nếu quan sát cho tường tận, chúng ta sẽ thấy là không có ai ở đó cả. Chúng ta sẽ nhìn thấu sự việc và thấy chỉ có đất, nước, gió, lửa, bốn nguyên tố đó mà thôi. Cái thân thể này chỉ là bấy nhiêu thôi. Nhưng chúng ta không nhìn thấy như thế, vì chúng ta bị áp đảo bởi năng lực của sự dính mắc vào tự ngã. Nếu chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng cái mà chúng ta gọi là con người thật sự không có gì nhiều. Phần rắn chắc là nguyên tố đất, phần chất lỏng là nguyên tố nước, phần bao gồm không khí và những dòng năng lượng chảy xuyên qua thân thể gọi là nguyên tố gió, và phần cung cấp sức nóng gọi là nguyên tố lửa. Khi đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại, chúng ta gọi đó là một con người. Khi chúng ta phân tích một người và chỉ thấy có bốn nguyên tố này thôi, thì người đó ở đâu ra? Cho nên nhìn thấy rằng đây không phải là tôi và không thuộc về tôi mới thật là sự tu hành cao thâm nhất. Tôi và của tôi chỉ là những quy ước. Nếu chúng ta hiểu mọi thứ như thế, chúng ta sẽ bình an. Nếu ngay lúc này chúng ta nhận ra chân lý vô thường, đó là sự việc không phải là chúng ta hay thuộc về chúng ta, thì khi chúng suy thoái, chúng ta vui vẻ chấp nhận, biết rằng chúng chỉ là những nguyên tố đất, nước, gió và lửa. Nhìn thấy được điều này không phải dễ, nhưng không phải không làm được. Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ thấy mãn nguyện, chúng ta sẽ ít tức giận, ít tham lam và ít si mê hơn. Pháp sẽ luôn hiện diện trong tâm chúng ta, lòng ganh tị và thù ghét không tồn tại, bởi vì mọi người đều là đất, nước, gió và lửa. Không gì hơn, khi chúng ta chấp nhận sự thật này, chúng ta sẽ nhìn thấy chân lý trong giáo lý của Phật. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy chân lý trong giáo lý của Phật, chúng ta đã chẳng cần đến quá nhiều thầy như thế, không cần phải đi nghe pháp mỗi ngày. Khi chúng ta hiểu, chúng ta chỉ làm những gì cần phải làm. Những lý do mà con người khó dạy là bởi họ không chấp nhận sự giảng dạy và cứ tranh cãi với vị thầy. Trước mặt người thầy, họ ứng xử phải phép, nhưng sau lưng ông, họ giống như những tên trộm. Nếu bạn không thận trọng, bạn sẽ không thấy pháp. Bạn phải thận trọng, phải quán xét sự giảng dạy kỹ lưỡng. Cái hoa này có đẹp không? Bạn có nhìn thấy sự xấu xí trong đó không? Nó xinh đẹp như thế được bao lâu? Trong vòng 3-4 ngày, khi nó mất đi vẻ đẹp của nó, bạn có dứt nó đi không? Tại sao nó thay đổi như thế? Con người bám chặt vào vẻ đẹp, chính mắt vào điều tốt. Nếu một thứ gì là tốt, họ say mê nó. Đức Phật dạy chúng ta nhìn những thứ xinh đẹp và biết là chúng xinh đẹp, nhưng không dính mắt vào chúng. Nếu có cảm giác sung sướng, đừng mê đắm trong đó. Sự tốt lành không phải là một thứ chắc chắn, vẻ đẹp cũng không phải là một thứ chắc chắn. Không có gì chắc chắn cả, đây là chân lý. Những thứ không thật, chẳng hạn như sắc đẹp, là những thứ đổi thay. Nếu chúng ta nghĩ rằng có một thứ gì đó là xinh đẹp, thì khi vẻ đẹp của nó phai tàn, tâm chúng ta đánh mất vẻ đẹp của nó luôn. Khi sự việc không còn tốt, tâm chúng ta đánh mất sự tốt lành của nó. Chúng ta đầu tư tâm trí của mình trong những thứ vật chất như thế đó. Khi chúng bị hủy diệt hay hư hỏng, chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta bám giữ chúng như thể chúng là của chúng ta. Thật ra những thứ này chỉ là những cấu trúc của thiên nhiên. Vẻ đẹp hiển lộ và nhanh chóng phai tàn. Kẻ trí thấy rõ điều này. Nếu chúng ta cho rằng một thứ gì đó là xinh đẹp, chúng ta nên nói với mình là nó không phải vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng một thứ gì đó là xấu xí, hãy nói với mình là nó không phải vậy. Tập nhìn sự việc theo cách này, liên tục suy nghĩ theo cách này, và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật bên trong những thứ không thật, nhìn thấy sự chắc chắn bên trong những thứ không chắc chắn. Tôi vừa giải thích phương pháp để hiểu sự khổ, nguyên nhân của sự khổ, sự dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Khi bạn biết sự khổ, bạn nên dứt nó đi. Biết nguyên nhân của sự khổ, bạn cũng nên dứt nó luôn. Tập nhìn thấy sự chấm dứt đau khổ, nhìn thấy sự vô thường, khổ vô ngã, và sự khổ sẽ chấm dứt. Chúng ta tu hành để làm gì? Chúng ta tu hành để có thể xả bỏ, không phải để đạt được một thứ gì. Một phụ nữ nói với tôi rằng bà đang đau khổ. Khi tôi hỏi bà ta muốn điều gì, bà nói bà muốn giác ngộ.
Chừng nào bà còn muốn giác ngộ, tôi trả lời, bà sẽ không bao giờ giác ngộ, đừng muốn một thứ gì cả. Khi chúng ta biết chân lý của sự khổ, chúng ta dứt bỏ sự khổ. Khi chúng ta biết nguyên nhân của sự khổ, chúng ta sẽ không tạo ra những nguyên nhân đó, mà chúng ta tu hành để mang sự khổ đến chỗ dừng nghỉ. Sự tu hành dẫn đến sự dứt khổ là nhìn thấy rằng đây không phải là một tự ngã, đây không phải là tôi hay của tôi. Nhìn thấy như thế có thể khiến cho đau khổ chấm dứt, giống như khi chúng ta đạt đến mục tiêu của mình và dừng lại. Đó là sự chấm dứt, đó là đến gần niết bàn. Nói cách khác, tới là khổ, lui là khổ và dừng là khổ, không tới, không lui và không dừng. Khi điều đó xảy ra, có thứ gì còn lại không? Thân và tâm chấm dứt ở đây. Đây là sự chấm dứt đau khổ. Khó hiểu lắm phải không? Nhưng nếu chúng ta chuyên cần và kiên trì thực tập sự giảng dạy này, chúng ta sẽ vượt lên mọi thứ và chúng ta sẽ hiểu. Đây là sự giảng dạy rốt ráo của Đức Phật. Giáo lý của Phật chấm dứt tại một điểm có sự xả bỏ hoàn toàn. Đừng dò phán đoán sự giảng dạy này là đúng hay sai, chỉ việc lắng nghe trước. Nếu tôi tặng cho bạn một thứ trái cây và nói rằng nó rất ngon, bạn nên nhớ lời tôi nói, nhưng không tin tôi một cách mù quáng, bởi vì bạn vẫn chưa nếm thử. Nếu bạn muốn biết trái cây đó là chua hay ngọt, bạn nên cắt lấy một lát và nếm thử, rồi bạn sẽ biết. Đối với sự giảng dạy vừa rồi của tôi cũng vậy, đừng dứt bỏ trái cây này, hãy giữ nó lại và nếm thử, hãy tự mình nhận biết mùi vị của nó. Đức Phật không có thầy. Một ngày nọ, một người tu khổ hạnh hỏi ai là thầy của Ngài, và Đức Phật trả lời là Ngài không có thầy. Vị tu sĩ đó lắc đầu bỏ đi. Đức Phật quá thành thật, Ngài đang nói chuyện với một người không thể biết hay chấp nhận sự thật. Đó là tại sao tôi bảo bạn đừng vội tin tôi. Đức Phật nói rằng tin người khác một cách dễ dàng là ngu ngốc, bởi vì bạn vẫn chưa có sự hiểu biết rõ ràng bên trong. Đó là tại sao Đức Phật nói tôi không có thầy. Đây là sự thật, nhưng bạn nên hiểu điều này cho đúng để không thất lễ với thầy của mình. Đừng cứ nói tôi không có thầy. Bạn phải dựa vào vị thầy để biết điều gì là đúng, điều gì là sai, và rồi bạn tu hành theo như thế. Vào thời Đức Phật, có một số đệ tử không thích Ngài, bởi vì Đức Phật thúc đẩy họ chuyên cần và cảnh giác. Những người biến nhát vừa sợ Đức Phật vừa giận tức Ngài. Khi Ngài chết, một nhóm đệ tử thì than khóc và đau khổ vì vị thầy không còn ở đó để hướng dẫn họ. Nhóm đệ tử kia thì cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm vì không còn ai ở đó để dòm chừng và bảo họ phải làm gì. Nhóm thứ ba thì hoàn toàn bình thản vì hiểu rằng những gì sinh thì phải diệt. Bạn thuộc nhóm người nào? Thời nay sự diệt cũng không khác gì nhiều. Vị thầy nào cũng có vài đệ tử oán giận họ. Có thể họ không tỏ ra mặt, nhưng nó ở đó trong tâm của họ. Điều đó là bình thường đối với những người vẫn còn phiền não. Ngay cả Phật cũng có người ghét. Tôi cũng có những tín đồ oán giận mình. Tôi bảo họ buông bỏ những thói quen xấu, nhưng vì họ vẫn thích những hành động bất hảo của mình nên họ ghét tôi. Những người như thế rất nhiều. Chỉ những người thông minh mới kiên quyết tu hành cho đến nơi đến chốn. Chỉ những người thông minh mới kiên quyết tu hành cho đến nơi đến chốn.